Chương trình này được bảo trợ bởi Sugui Fukudan và Max One Up. Press the button to the level 69. Exit elevator. Vô vô. Em ơi, cái Google Map này nó có đúng không mà sẽ này nó đi vòng vòng chi sợ quá hả? Trời ơi, chị nghĩ gì vậy chị? Hả? Trời ơi, Google Map nó phải đúng thôi, cứ đi theo đi. Trời ơi, go straight. Straight. Đã thấy chưa, thấy chưa? Cái gì mà chỉ đi đập mặt vô tường là sao? Trời ơi, từ từ đi, cái nghe nó nói cái gì? If you don't wanna đập mặt vô tường, U-turn. Thấy chưa? Trời ơi, nó có kêu đó, U-turn. Rồi, U-turn, rồi, sao nữa? Nghe keep tiếp. Straight. I am straight. No. You were too gay. Trời ơi, sao Google Maps gì nó thông minh như vậy? Nó biết giới tính con người ta hả em? Ghê cái gì mà ghê? Bà nội mày chứ ghê. You're not gay. Đúng rồi, tao sao BD được? You are BD. Đúng rồi, BD. Chị à. Hả? Cái iPhone này của em nó cũ rồi đó chị, nó bị mát. Đừng có xài Google Maps nè, tới rồi. Bye. Bye bye, have a nice day. Google này nó vừa thông minh mà nó vừa dễ thương lịch sự, nó chào hỏi đàng hoàng, thấy không? Google Maps mà làm như con két vậy chị, trời ơi, nó biết lặp lại nó, thấy ghét quá. Không, nhưng mà chị thấy cái phone này xài vẫn được mà em. Thôi em nói chị nghe nè, chị nghĩ sao mà xài được, chị nhìn đi, đó, nó bể nát hết trơn rồi nè. Thôi ráng đi, hôm nay hai chị em mình kiếm được việc làm đó, về là coi như là em mua hai cái iPhone mới. Rồi. Chị cái em cái. Cảm ơn em. Ôi mà thôi. Cái gì? Mắc lắm. Mua một cái thôi, chị xài cái mới, em xài cái cũ. Trời ơi, em ơi, chị nói em nghe nè, sao mà em tốt với chị quá vậy? Không sao đâu, em cứ xài cái mới, chị xài cái cũ được rồi. Thôi, chị xài cái mới, em xài cái cũ. Trời ơi, không chịu đâu, rồi cái gì đâu mà lo cho chị dữ vậy. Chị nói thiệt với em nha, cái cuộc đời chị mà gặp em đó, trời ơi, coi như là chị may mắn lắm gì đó à. Không có em là đời chị chết rồi đó. Em làm gì mà em tốt như vậy? Trời ơi, em tốt đến mức độ mà nhiều khi chị nghĩ em không phải con người luôn á. Em phải con người. Ý chị nói em súc vật hả? À, đừng nó bậy bạ. Ý chị là coi như là coi như là tóc tím tím, áo cam cam này nè. Em không có giống con người. Thì bà nói tôi không giống con người là bà nói tôi con thú rồi. Thôi đừng, em còn hơn con thú nữa đó. Em trở mặt đó. Hả? Em giận. Cái gì giận? Chị nghĩ sao? Mặt tại vì nói tôi hơn con thú. Đừng có làm chị bị bệnh tim mà đừng có làm vậy. Ý là chị nói em không phải là con thú mà em là con giòi. À! Trời ơi, tự nhiên như em là con trời. Hết dần. Con trời mới đúng nè. Yeah, con trời á. Con nói đi. Con trời sao chị? Nói đi chứ đừng có lấp lời lên nhau khó edit lắm. Nói tiếp con trời. Thôi đi. Em con trời, em đẹp là con thái tử đúng không? Đúng chị. Rồi. Thái tử mà coi như rớt một cái bụp xuống dưới đất. Chị. Rảnh rồi, nhà mình bỏ thời gian mình học thêm tiếng Việt đi chị. Sao vậy? Con trời là coi như người ta phải hạ trần hay người ta giáng phàm đồ này nọ. Hiểu không? Mình rớt cái đụp xuống là mình rớt xuống cái địa ngục đó. Biết không? Vậy là sao? Vậy là xài chữ không có đúng không hả? Không có đúng chữ chút nào hết. Trời ơi, rảnh rỗi về học tiếng Việt lại nha. Em hay quá. Cái gì em cũng hay hơn chị. Em sanh sau đẻ muộn hơn chị mà cái gì em cũng hay hơn chị. Nói chị nghe. Bây giờ đó coi như em mua cái phone tặng chị. Chị cần làm cho một chuyện thôi. Làm chuyện gì em? Nếu mà mình kiếm được việc làm đó là chị phải đãi em. Và cái việc này là em giới thiệu cho chị. Em biết chỗ em đọc báo em coi được cái em giới thiệu chị. Đúng rồi, đúng rồi. Cầu xin thôi, có công việc làm. Có được rồi, về đổ bánh xèo cho em ăn. Trời ơi,
chuyện nhỏ chuyện nhỏ cái gì thì cái bánh xe mà chị đổ là số 1 luôn á. Em biết mà. Nhưng chị phải nhớ là đổ bột bánh xèo Hương Xưa em mới chịu ăn đó. Chắc chắn rồi, bột bánh xèo Hương Xưa nè, đổ bánh là vừa giòn vừa thơm nữa, chắc chắn là bánh xèo Hương Xưa. Yên tâm. Rồi, thôi. Không ai đổ bánh xèo ngon hơn chị hết. Rồi. Em ơi. Trời, mình sớm cần cả 15 phút lần đó chị. Ý da. Dạ. Em ơi. Dạ. Chị lo quá. Lo gì? Tại vì lần đầu tiên đi xin việc làm á, chị lo lắm em biết không? Đó, cái gì em cũng lo cho chị hết mà chị lo nè. Không biết là cái việc đó nó có hợp với chị không cưng? Em nghĩ là hợp chứ chị. Hợp không? Chứ chị là chị thấy là hợp với cưng đó. Sao tự nhiên hợp với em? Thì tại vì chị thấy tự nhiên chị cảm giác như là chị nhìn cái miệng của em đó. Em mà phục vụ bằng cái miệng là coi như là hết sảy luôn á. Miệng em hả? Hả? Chị kỳ quá. Không, chị nói thiệt mà. Không, tức là cái gì vậy? Chị nói gì đâu? Chị nói cứ phục vụ bằng cái miệng thôi chứ làm gì? Cái miệng em coi vậy chứ dở lắm. Không, chị thấy hay mà. Kỳ lắm. Em á, em thấy chị mới hợp đó. Không, trời, chị lớn tuổi rồi mà hợp gì em mà. Trời, hết sức rồi nữa. Chị nghĩ sao vậy? Dạ. Chị là người phụ nữ có kinh nghiệm, dầu gì chị cũng có 6 đứa con rồi. Thì 6 đứa con chị mới giàu đó, sợ người ta không có nhận mình, hiểu không? Rồi thôi, chị yên tâm đi. Chuyện đó là em nghĩ là thế nào cũng được. Chị suốt đời chị cứ bên là có em, đúng không? Bởi vậy chị nói em nghe nè, đi với ai không yên tâm, đi với em mà chị rất là yên tâm. Đúng không? Trời ơi, coi như là em là ca, chị là ly, Mai ca, Mai ly không bao giờ chia xa. Dạ, đúng rồi đó chị. Ly với ca là ca ly, và hai chị em ở ca ly. Và bởi vậy vô xa hai ả tố nga, Mai ly là chị em là Mai ca. Trời ơi. Thương. I say bé, you say ba. Bé, ba. Bé, ba. Bé, ba. Bà, xin chào ông Miền. Hey, đủ rồi. Đây là lời của tôi nói. Đừng có nói nhiều lời của tôi. Chào mừng hai người đã tới với công ty của tôi. Một tập đoàn Bé và Ba chuyên cung cấp những sản phẩm dành cho trẻ em, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Xin chào quý vị. Mặt hơi căng ha, mặt hơi căng. Ôi. Dạ, dạ. Hôm nay có lịch tuyển dụng đúng không? Dạ, dạ. Ngồi đó đợi đi. Trời ơi, trời em ơi. Em ơi. Dạ, cái gì vậy em ơi? Trời, thường thường chị coi những cái mẫu người này là trong phim bộ không biết không. Coi như là CEO rồi thiếu gia của tập đoàn, mà đẹp trai mà cao về vợ mà chung thủy cả đời chỉ biết một người đàn bà thôi. Đó là trong phim bộ, mà ở ngoài đây bây giờ mới thấy này, thấy không? Thấy ngoài đời này đẹp kìa. Trời, cao lừng lửng vậy không đó. Đẹp trai tóc bồng bềnh vậy đó. Bụng hơi bự chút xíu nhưng không sao. Được không nào? Hả? Mình tém lại chị. Sao tém lại gì? Mình làm vậy là người ta biết mình mê trai. Yeah. Không, thì chị thấy đây là một cái hình ảnh của chị thôi, chị thích thôi. Em dặn chị bao nhiêu lần rồi. Ra đường mình thấy trai đẹp là nó có đẹp rồi, nhưng chưa biết nó phải trai không. Trai, chị thấy trai mà, chị thấy trai. Nghĩ sao chị lầm biết bao nhiêu lần rồi. Nào là chị quen nè, anh Kiệt nè, anh John nè, anh Thi nè. Trời, chị thấy không, 6 mũi không. Vô trong chim cầm cái cục tạ 2 chấm thao, đẩy lên, đẩy xuống, đẩy lên, đẩy xuống. Đúng. Thả đúng. Cục tạ xuống là mấy anh chéo giò đi hết. Đúng rồi. Em ơi, giò chéo rồi em ơi. Trời ơi, đúng rồi, em hay quá. Em nói có sai đâu. Em xét đoán con người hay quá. Mũi quỷ sứ, cắn ngứa cũng chết. Trời ơi, không, người ta bị mũi cắn thôi, người ta banh ra rồi, thấy chưa? Thấy men chưa? Men quá, men, cái này là gu của chị em ơi. Cái gì vậy bà? Làm như ta chọn bà rồi vậy, tự nhiên cái gu của chị. Thôi. Dạ. Hi. Cái cạc của tôi đó. Anh ơi, anh đưa lộn cạc rồi anh ơi. Ủa lộn dạ, hả? Dạ, cái này là cạc của quán Hương anh ơi. Dạ. Hồi nãy đi ăn bún mắm ngon quá, xin cái cạc visit để giới thiệu bà con. Dạ. Lấy lộn. Trời ơi. Hey. Dạ, cái gì vậy? Của chị nè. Trời ơi, mỗi lần móc ra là em sợ nè anh ơi. Trời ơi. Dạ, đây gì đây? Cứ làm mình hết hồn hoài. Cái gì vậy? Anh tên là Michael. Đúng. Michael là tên của tôi. Yeah. Anh là Michael, trời ơi, làm như là có bà con dòng họ với mình đúng không? Đó, em là Mai Ca, chị là Mai Ly, anh là Michael. Đây, Ly, đây cô, đây ca, nguyên cái ly Coca luôn. Dạ, người Việt Nam người ta nói Coca chứ ở bên Mỹ người ta kêu là Cook á. Chị
nói gì vậy? Chị, cái gì? Thấy nghe nè, em dặn chị rồi. Sao? Dạ. Mình nói tiếng Anh đó mình phải cong lưỡi lại, cái khẩu hình miệng đó chị. Dạ. Thì đó thì đúng rồi, chị cong lưỡi không. Lại đó, cái nước là nước khức á. Nè, nghe. Đó, trời chị, xin lỗi. Dạ xin lỗi anh. Dạ em dạy bà chị em lại chút xíu nha, chờ chút xíu. Chị mình nói tiếng Anh, hiểu không? Đừng cái khẩu hình miệng là cái môi này nè, mình đừng có đưa ra khức vậy ha, khức chạy ra vậy là nó không có đúng. Mình phải cuốn cái khẩu hình vô trong. Rồi, thôi đừng. Trời đó đừng. Trời đúng đó. Bà stop anh lại là đúng đó. Chứ cái anh qua cái miệng của anh nó thành một cái gì đó ghê quá. Ghê, thiệt là ghê. Bỏ nghe. Ơ trời đất ơi. Anh mày coi nhiều chức vụ quá. Cái gì vậy? Chức gì? Để cho đây nè. CEO. Đúng, tôi là CEO. Director. Yeah. Chairman. Ok. Wheelchair. Hả? Cái gì vậy chị? Không. Lộn. Vậy đó. Chị. Nhiều. Chị không cần phải liệt kê những cái danh sách đó đâu. Tại vì ngoài những cái gì ghi ở trên cái cạc đó, tôi còn làm được nhiều thứ to lớn hơn như vậy. Trời ơi. Cái gì vậy anh? Đây. Chị có thấy cái tượng này không? Dạ thấy. Đây là một cái giải mà tôi phải cất công bỏ ra bao nhiêu năm tháng để có thể rinh nó về. Chị biết đây là giải thưởng cho gì không? Giải gì vậy? Bảo vệ của năm. Oh. Đó. Chưa hết. Đây. Cái này mới quý giá. Chưa bao giờ tôi nghĩ được trong cuộc đời của tôi phải hy sinh thân mình vì cái tượng này. Đây là giải thưởng lao công của năm. Trời ơi, sao mà anh giỏi quá, đẹp trai học giỏi con nhà giàu rồi ai chịu cho nổi chị ơi. Ủa mà sao tự nhiên nguyên một cái tập đoàn mà sao có một người làm từ đầu tới đuôi là sao vậy em? Trời ơi, chị hơi thắc mắc ha. Chị thắc mắc cái gì, chị không có biết cái gì hết á. Mấy cái người mà người ta giỏi giống như vậy đó là người ta làm gì khó tánh lắm, không có ai làm cái gì mà vừa lòng người ta hết á, nên người ta làm cái gì là người ta làm một mình thôi. Đúng, đó là lý do tập đoàn của tôi là tập đoàn một thành viên. Tất cả mọi thứ tôi làm hết. Chị thấy em nói đúng không? Trời ơi, bởi vậy đó thì cha mẹ sanh ảnh ra hiểu ảnh chỉ có một mình em thôi. Thôi tới đó đủ rồi. Dạ. Đây, ngày hôm nay tôi rất là vui mừng khi có sự có mặt của anh chị ngày hôm nay. Dạ. Tập đoàn của chúng tôi đang rất cần. Dạ. Rất cần những nhân tài. Dạ. Những con người có thể đại diện cho tôi, đại diện cho cả một cái tập đoàn để thốt ra những lời vàng ngọc. Dạ. Để có thể đối diện với những đối tác tiềm năng trên thế giới. Dạ. Anh nói gì em không hiểu gì hết vậy? Đi về chị. Đây đâu vậy? Dạ, em nghĩ là tụi em đi lộn chỗ rồi, chắc anh tuyển giám đốc hả anh? Giám đốc hồi nào? Dạ. Tôi tuyển nhân viên bán hàng online. Trời đất ơi. Bán hàng online mà nãy giờ anh nói giống như anh đang ứng cử tổng thống vậy đó. Vậy mình đi đúng chỗ rồi, hả? Ngồi lặng đi chị. Dạ. Giống như đang đi bếp vậy đó. Dạ. Thông cảm, tại vì tôi làm cái nghề này quen, tôi phải dùng những cái lời gọi là cao quý một chút xíu. Yeah. Lỗi anh chị. Cao quý, cao quý và qua Mỹ đúng không? Đúng rồi. Thôi kệ anh. Rồi bây giờ quay trở lại vấn đề đi nè. Lại vấn đề. Dạ. Ngày hôm nay, dạ. Hai anh chị tới đây để tuyển dụng. Dạ. Rồi, anh trước đi ha. Tóc tím ha. Em trước hả? Em trước đi không sao đâu. Nói về cái nói hồ sơ sinh lý đi. Hả? Gì sinh lý anh? Hồ sơ lý lý sơ, hồ sơ lý lịch. Trời ơi. Hồ sơ lý lịch đâu. Trời em nói thiệt cái chị, bởi vì người ta nói em cái nhan sắc là đẹp chết người là có thiệt nha chị. Trời ơi. Nhìn không mà liếm lưỡi luôn á. Trời ơi. Bây giờ không, em nói tại đi. Vì cái nhan sắc của tôi không biết phải gọi em là nói gì. Dạ, dạ, để em tự giới thiệu rồi em nha. Rồi bây giờ giới thiệu đi. Anh quýnh rồi. Đổ mồ hôi hột luôn á. Dạ. Anh ổn định chưa? Anh biết có người dưới đang ngắm anh quýnh đó. Không phải không hiểu sao ngày hôm nay nhà hàng xóm tôi đón đâu ra người ta coi phim hài dữ quá, người ta cười tôi mệt luôn á. Đổ mồ hôi hột. Người ta không cười là chết à anh. Có lý ha. Dạ, dạ kính thưa anh Michael. Ừ, trả lời đi. Dạ. Tên gì nè? Dạ em tên Maika. Maika. Năm nay em 46 tuổi. Số đo ba dòng là 60, 50, 50. Dạ sở thích của em là em yêu màu tím và em ghét thủy chung. Cái này đâu phải tìm bạn bốn phương đâu mà em nói mấy cái này làm gì cưng. Không em nói để anh biết sở thích của mình đánh chiều. Dạ em coi con mình. Dạ 46 tuổi là ngưng rồi anh. Dạ. Tôi hiểu rồi. Dạ. Rồi nói chung là có kinh nghiệm gì chưa? Dạ anh hỏi thì em xin thưa, em đi bán sữa đã 20 năm rồi. Hay quá. Bán 20 năm rồi. Dạ. Bán sữa gì? Dạ bán sữa Kỳ Duyên. Kỳ Duyên có sữa để bán luôn hả? Trời ơi anh biết á, chỉ nhiều sữa lắm. Trời ơi mỗi lần chỉ ra hả, cả kho em bán sạch. Trời đất ơi cái gì người gì đâu mà nhiều dữ vậy. Dạ. Mà sao bây giờ không bán nữa? Anh chỉ hết sữa rồi. Cũng đúng ha. Thời gian
Đúng rồi anh, thời gian mà anh không có kịp mà ông chúa mà coi như nó lớn mà để mà nó tẻ ra sữa luôn đó anh. Dạ. À, rồi tôi hiểu rồi. Tôi nói chung là anh là có kinh nghiệm đúng không? Dạ, cảm nhìn 20 năm bán sữa ông chúa kỳ duyên. Như vậy là có thể là ứng cử viên sáng giá. Dạ cảm ơn. Hay quá, hay quá. Chị mừng cho em, chị mừng cho em. Yên tâm, có em kế bên chị đừng lo. Anh hỏi gì trả lời đó nha chị. Dạ. Tôi có thể phỏng vấn chị anh chưa? Dạ, dạ mời, dạ mời anh. Chị giới thiệu bản thân đi. Ờ dạ thì em tên là Mai Ly. Chị rung quá em ơi, chị biết nói gì bây giờ. Cứ nói đi chị. Từ bình tĩnh với dạ, chị dạ. Bản thân. Bản thân em thì thực sự ra thì từ ngày em sinh ra đời tới bây giờ đó anh ơi, đời em toàn là nước mắt thôi anh. Dạ. Chị kể đi. Anh biết không, coi như là năm 17 tuổi em đi lấy chồng. Thì cái người chồng đầu tiên của em á, năm 17 tuổi em đẹp lắm anh. Đó. Em đẹp rực rỡ đó anh. Em đẹp sáng quắc lên mấy cái màn sau này là không bằng em. Em đẹp lắm, chị đẹp lắm cưng. Chị em đó là coi như là đi định đi thi qua hậu mấy lần mà em cản đó. Dạ. Dạ, dạ. Đẹp lắm luôn thôi, cho nên em lấy chồng luật sư. Dạ. 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 Anh làm cái nghề coi như là cái luật sư, anh là chuyên môn cái là chống những người mà quấy rối tình dục cho em dưới 18 tuổi. Dạ. À. Trời ơi, một đám cưới tưng bừng tổ chức, đêm động phòng, em nằm em chờ đợi ảnh. Anh nhìn em và anh nói coi như anh không muốn sờ vào trẻ em dưới 18 tuổi. Anh sợ bị coi như là bị kết bị, án đó. Su đó anh. Su đó. Anh có coi cái phim mà em chưa 18 không? À có. Là định làm cho bà chị em đó. Dạ. Dạ. Nói về cuộc đời của bà chị em đó. Dạ. Dạ. Vậy rốt cuộc. Cho nên tại vì lúc đó em 17 tuổi, ảnh hưởng nghề nghiệp đó. Dạ. À, cho nên thôi tôi anh hiểu rồi, bỏ tôi đi. Hiểu rồi. Em hết nước mắt. À. Thì cái người chồng thứ nhì mấy năm sau mới người nhì, thì người chồng thứ nhì của em á là Sơ Cu RT. Là cái gì? Hả? À, em xin lỗi. Em xin lỗi. Cho em một phút. Chị. Mình nói tiếng Anh đó, mình giống như em hồi nãy đó chị, mình phải lấy hơi. Mình nói một hơi thôi. Security, mình đừng có ngắt ngang. Security gì em nhớ không hay. Chị run quá. Chị run quá, chị muốn nói luôn luôn mà cái sờ cu cái chị ngưng à. Cái RT. Cho em, cho chị em một phút nữa, mình lấy hơi nói lại lần cho anh hiểu nè. 2, 3. Sờ. Tiếp. Nói một hơi, nói một hơi. Sờ cái gì? Sờ. Security. Coi như là bảo vệ đó, cũng giống như anh đoạt cái giải như này đó, cái tượng mà anh không mặc quần áo vậy mà anh đoạt cái giải đó đó. Dạ. Đó, đó coi như là bảo vệ, bảo tàng diện, tức là anh chỉ đứng im, anh coi sóc những con dinosaur thôi. Đó, và anh không có cho ai sờ và hiện vật. Thì cái đêm động phòng qua chút, coi như anh nhìn em rồi anh lắc đầu anh bỏ đi và anh nói cấm sờ và hiện vật. Anh không sờ và em trong khi hiện vật em nằm lù lờ đó mà anh không sờ thì làm sao? Đó cho nên rồi thôi đợi em lại anh biết tiếp. Tại sao không? Là cứ như là tại vì để em tiếp lời ảnh. Bà chị em nói là cứ như là cái mấy người chồng mà chị lấy đó là bị bệnh nghề nghiệp á. Bị bệnh nghề nghiệp. Đó. Đó. Xong rồi bẵng đi một thời gian, bẵng một thời gian bây giờ lần này đó em lấy một cái anh này vì nghề nghiệp anh ta ở lại với em. Trời anh làm nghề gì? Dạ. Nghiên cứu đồ cổ. Tại lúc đó em lớn tuổi rồi đó anh. Cho nên là anh nghiên cứu đồ cổ, anh lấy em là xứng đôi vừa lứa. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu. Mà khi mà hai người lớn tuổi lấy nhau rồi đó thì em sợ là em không có con. Em sợ không có con nhưng mà trời ơi, trời ban phước lành cho em. Trời ơi cái gì đâu mà đẻ quá trời đẻ luôn đó. Cứ đi ngang đầu giường là có bầu đẻ, đi ngang đầu giường là đẻ một sạch ruột luôn anh. Mà anh lớn tuổi em, lớn tuổi em, cho nên em hỏi tại sao? Tại sao lại có sức khỏe vậy? Tại sao? Thì đây em xin trả lời. Tại đây Fukudon, Suboy Fukudon. Chị. Hả? Suboy là dạ mình đừng có bớt coi rách việc lại. Chứ sao? Dạ, này là Sugoi chứ không phải Suboy bà nói. À vậy hả? Nè, Sugoi chứ không phải Suboy, hiểu không? Suboy là cái rapper, hiểu không? À Sugoi. Dạ đó đó có đó. Nhờ vậy mà coi như là có hai vợ chồng em sức khỏe dâng trào và đẻ quá cho đẻ. Đây Sugoi Fukudan. Ông biết sao nữa anh, dạ cái này là người ta coi như là ngăn ngừa tế bào ung thư mà đưa cho ai chăm chăm cho bà chị em bà uống cái tự nhiên đẻ nhiều. Ngộ dễ sợ. Chị vừa nói chị không hề biết nói cái gì. Không em không biết quảng cáo, em chỉ kể. Chị vừa kêu chị không hề có kinh nghiệm. Dạ em chỉ biết kể cuộc đời em là như vậy, tất cả những hành trình như vậy thôi anh ơi. Chị có biết thông qua câu chuyện của chị. Chị đã quảng cáo một cách vô tình hay không? Hả? Chị bán hàng tuyệt vời. Anh nói làm sao em quảng cáo làm sao? Quảng cáo một cách vô tình. Quảng cáo cái này vô tình đó hả? Đúng rồi. Không nãy giờ em cố ý chứ em đâu có vô tình đâu. Em rất cố ý mà. Ủa nãy giờ là cố ý quảng cáo cái này đó hả? À không em nói giận thôi dạ, chứ em không. Vô tình, em vô tình thôi đây trời ơi. Nhưng mà thật ra nhờ cái sự vô tình này của chị. Dạ. Dạ. Chúng tôi mới phát hiện ra được là anh và chị đây. Dạ. Dạ. Đều có một cái năng lực rất là tuyệt vời. Trời trong ơi. Cái ngành công nghiệp bán hàng. Như vậy thì chúc mừng anh chị. Dạ. Anh chị đã bước qua được cái vòng chinh phục của tôi. Quá cái vòng chinh phục rồi. Chị mừng quá. I say bé.
Chị say cái gì em? Bà. Ờ, chị say ba. I say bé. Tôi say ba. Bé bà. Bé bà. Bé bà. Bé bà. Đủ rồi. Dạ, dạ. 5 phút quảng cáo nhiêu đó đủ rồi. Bây giờ, ngay bây giờ, hãy cùng tôi bước ngay vào vòng, bước phá. Bước vô phòng, bước phá. Vui quá đó anh. Trời ơi, giận rồi. Mình giận quá. Dạ. Ngay bây giờ. Dạ. Ở vòng bước phá này. Dạ. Anh chị giúp tôi một tay. Dạ, giúp. Ai, ai giúp? Vô. Em hả? Vô đây. Dạ, em. Ôi, trời ơi. Vô đây. Ôi, trời ơi, tôi có thấy cái mỏ em vậy rồi tự nhiên lũn vô. Sao? Không vô phải không? Hả? Không vô chị nữa. Em đi. Trời ơi, đi. Đi, lên. Không. Thì đi nè. Nè, nói nghe nè. Không có anh là không có làm được cái gì luôn. Cái gì nói câu khó hiểu quá, cái câu đó không có cười được. Em xin lỗi chị. Vô đây, nhanh lên. Nè. Tháo ra giùm cái, tháo ra giùm cái. Đó, rồi. Trời ơi. Cầu trời cho con cái chóp này về nuôi con. Để ra. Dễ thôi, nâng niu. Dạ. Để đây nè. Để đâu anh? Bước tới. Dạ. Nhẹ thôi nha. Dạ. Mắc tiền lắm á. Dạ. Rồi. Giữ nguyên. Dạ. Trời chị ơi. Cái này là cái gì đây? Sao ảnh? Ảnh bự rồi, cái gì đó cũng bự hết đó chị. Trời ơi. Trời, mới vô có 5 giây mà biết hết tất cả mọi thứ vậy đó hả? Cái gì vậy chị? Hả? Kích cỡ này em biết hết vậy đó hả? Em nói cái này bự mà chị nói cái gì vậy? Cái này là cái gì? Đây. Ai biết cái... Ồ, cái này là cái gì anh? Đây là cái màn hình tinh thể lỏng. Tôi đầu tư cả triệu đô vô cái màn hình này đó. Mạnh chết luôn. Nếu mà là cái màn hình thì bự thiệt. Đúng rồi. Nè, bây giờ thôi tập trung vào vòng bước phá nè. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ giả định đi. Giả định anh chị sẽ được bán hàng trực tiếp. Hãy coi tôi là khách hàng. Dạ. Đây. Làm gì vậy? Anh CEO bên mà. bên trong này. Dạ. Là mặt hàng. Dạ. Sẵn sàng coi nha. Dạ sẵn sàng rồi. Hey. Trời ơi. Em ơi. Chị nhìn thấy cái mặt hàng này. Một cái quá khứ là hiện về trong cuộc đời của chị. Trời ơi. Chị sợ quá em ơi. Em cũng vậy. Em cũng sợ quá. Chị nhìn về quá khứ, còn em nhìn về tương lai. Trời ơi, tương lai em mà phải xài cái mặt hàng này. Em sợ quá. Ok quá. Nói nghe nè, đang sợ hả? Dạ. Vậy đối diện với nỗi sợ đi, anh vô trước. Để cái này lên, lên mặt, bán đi. Nhìn vào nó chăm chú. Dạ. Tả nó một cách thiết thực. Dạ. Càng thiết thực càng tốt. Vậy là em đang trên màn hình ha anh? Bắt đầu đi. Ráng đi em. Bắt đầu đi. Ngồi chị. Dạ. Bắt đầu đi. Dạ, màn hình mà anh trội lâu lâu người ta mới được lên TV. Trời ơi, phải cho người ta đẹp. Producer là ta thích đẹp mà. Rồi. Chào. Hello, cả nhà ơi. Cả nhà ơi, thả tim cho em đi nè. Cả nhà ơi, dạ. Chị ơi, dạ anh ơi, dạ Atlanta ơi, New York ơi, everybody ơi. Thả tim, trời ơi, em mới vô mà có nhiều người thả tim em quá. Dạ đúng rồi, Cần Thơ, Sóc Trăng, dạ trời ơi, nhiều người vô thả. Hả em đến, hello, dạ, đến từ Việt Nam, Paris luôn, trời ơi. Nhiều quá, thương quá, dạ, để. Dạ, thưa quý vị, dạ, quý vị ơi, đi đâu mà dội mà vàng, dừng chững ghé lại dạng hàng của em. Hay quá. Tóc em đẹp quá hả? Dạ, em biết chứ. Dạ, đàn kêu tích tình tan, dạ, em bán nấm vú, dạ, em bán nấm vú, còn bú thì mua giùm. Thả tim nữa, nhiều người thả tim em quá. Trời ơi, nhiều người thả tim, nhiều người like, chứng tỏ là nhiều người còn thích bú nè. Dạ, rồi anh chốt đi. Dạ, đem coi. Dạ, em có 3-4 màu nha. Dạ, em có 4 màu. Dạ, còn lại 4 màu cuối cùng. Dạ, công ty bán sạch sành xanh anh chị ơi. Dạ, không còn màu nào hết. Dạ, đây em còn màu xám này nha, màu xám. Dạ, đây, dạ màu tím, tím. Dạ, tí đen. Dạ. Ủa, mà sao có nhiều màu vậy?
Dạ, trả lời tại vì tất cả là dạ thế giới mình là phải có 193 nước, dạ mình phải mỗi một nước là phải có một màu khác nhau. Và dạ, sở dĩ dạ công ty chúng tôi chế biến một cái màu như vậy để chi? Để em bé người ta nhìn thấy cái màu đó, người thấy gần gũi với người mẹ. Dạ có cái màu sắc của người mẹ đó, cái màu da của người mẹ đó. Dạ cái em bé nó cảm thấy gần gũi, nó tưởng nó ti mẹ cái nó bú li. Dạ, dạ, dạ có màu nó... trắng hồng không? Dạ, có màu trắng hồng không? Dạ trắng hồng hả? Dạ trắng hồng là ba mấy đứa bé thích lắm cho nên là em hết hàng rồi. vậy có màu pha lê không? Màu pha lê hả? Màu pha lê là vừa phê vừa la. Dạ màu này cháy hàng luôn rồi, anh phải order trước một tháng nha. Rồi cắt, nhiêu đó dạ. Đủ rồi. Tuyệt vời, mẹ nói là tuyệt vời luôn. Nãy giờ là tưởng tượng không, không có một ai like mà ổng nói như đúng rồi vậy đó. Hay, đây là điều mà chúng tôi rất cần. Anh nghĩ 20 năm kinh nghiệm của em bỏ chó ăn. Rồi hay quá, hay quá. Trời ơi, em càng hay chị càng lo gì, chị không biết làm gì hết trơn á. Yên tâm. Hả? Mình cứ lên mình nói có em kế bên nha. Mình cứ làm. Trời ơi, chị không bao giờ chị biết nói. Trời ơi, cả nhà ơi, chị đâu có biết nói làm sao đâu. Thì cứ nói cả nhà ơi, mình kêu tên ai cũng được, mình kêu Thi ơi rồi mình kêu gì đó là Hương ơi, vậy đó là Cúc ơi. Vậy mình cứ kêu đại chị cứ làm đi. Chị cứ làm đi. Em nói đúng không anh? Thoải mái, mình đang tập mà. Đang thoải mái đi. Dạ. Thể hiện hết mình. Mình làm sai cắt làm lại, không sao hết. Ok, hiểu rồi. Không? Rồi. Chị rung quá em ơi, chị muốn nói gì chị nói nha. Dạ, nói đi chị. Dạ. Em xin chào cả nhà. Em không nói giống cả nhà ơi này nọ giống thằng kia đâu, em không thích. Em nói cái kiểu của em nha. Dạ, thực sự ra mà khi em cầm cái this one này lên, dạ em lịch sự là em nói this one chứ ông núp vúng những thằng kia nghe. This one này lên thì em nghĩ thế này nè, ông trời sinh ra nhiều thứ nó rất công bằng, người ta cho mình biết bao nhiêu ngàn cọng tóc, mình người ta cho mình 10 ngón tay, ông trời cho mình 10 ngón chân, nhưng mà chỉ cho mình hai cái this one, cho nên chúng ta phải biết giữ gìn. Để em sẽ xin kể cuộc đời của em như thế này. Năm em 17 tuổi, cái this one này của em nó trắng hồng như một trái strawberry. Năm em 30 tuổi, cái this one này nó từ từ nó hơi giảm giảm, nó giống như trái cherry. Năm em 40 tuổi, nó xuống một cái ào, nó giống như là blueberry. 5 năm sau nữa, trời ơi, thời gian nó đi kinh khủng, nó xuống còn blackberry. Và cuối cùng nó trở thành một trái nho khô. Mà chị em phụ nữ ơi, các single mom ơi, các mẹ bỉm sữa ơi, khi mà cơ thể người đàn bà thay đổi thì lòng dạ con người thay đổi. Cho nên chúng ta phải biết giữ gìn nhan sắc của mình. Khi nào con mình nó đói cần có dòng sữa mẹ để nuôi thì cho nó bú, còn bình thường nó đòi hỏi đút cái this one này vào trong miệng của nó để giữ cơ thể của mình. Các bạn ơi, phụ nữ phải sao? Phụ nữ phải đẹp, phụ nữ phải tự tin, phụ nữ bước ra đường là phải sắc hương nước hương trời, phụ nữ bước ra đường là phải đánh son chứ không có đánh ghen. Yes, hay quá. Ngày xưa ông bà nói gái có công chồng không phụ, nhưng bây giờ nếu nó muốn phụ rồi nó quên mẹ nó công lao. Cho nên chúng ta phải đẹp, phải xinh. Tại sao lại gắn liền cái chữ phụ nữ với sự hy sinh? Bỏ hy sinh đi. Phụ nữ bây giờ là chỉ có hy vọng chứ không có hy sinh. Đây, phụ nữ số 1, nắm vú số 1, phụ nữ number 1, this one number 1. Trời ơi, cắt. Chị ơi, chị làm vậy là chết tôi rồi. Cho em xin lỗi. Em xin lỗi rồi, tại vì em không biết. Em trong lòng em nói xin lỗi. Em xin lỗi anh. Chị mà quảng cáo như vậy tôi lấy đâu ra hàng bán kịp hả chị? Trời đất ơi, quảng cáo cái gì mà hay dữ vậy trời? Với một cái nấm ti như một cái trái cây khó như vậy mà chị làm được thì tuyệt vời quá chị ơi. Không, em chỉ nói cuộc đời em thôi. Không, anh không phải nói là hai người quá tuyệt vời trong cái khâu bán hàng. Ồ, vậy à? Miệng thì rất là lanh lợi, thông minh và sáng tạo. Chúc mừng anh chị đã bước qua được vòng bứt phá. Trời và ngay bây giờ vậy là hai chị em mình đậu hết hả? Yeah, I say bé. Chị say bà. Bé bà. Xin mời bé và ba cùng nhau bước vào vòng đối đầu. Đối đầu bé ba. Ủa, đối đầu là sao anh? Là hai người thành đối thủ của nhau đó. Hả? Trời ơi, không có được. Trời ơi, gì vậy? Không được anh ơi. Sao không được? Trời ơi,
chị em tụi em thương nhau lắm. Ủa mà mắc cười quá, bây giờ có thương nhau thì thương chứ bây giờ công ty tôi chỉ nhận một người thôi. Thôi nhận hai người đi anh. Sao tiền đâu mà trả? Hả? Không có thì bây giờ mình bớt lại chút cũng được, chứ còn chị em tụi em là không như là có xa nhau được. Nói tóm lại, nếu như hai người không đồng ý thì mời đi ra về, tôi chỉ nhận một người thôi. Anh ơi, anh ơi, dạ. Trời ơi, anh không có nghe ông bà mình nói sao? Nói sao? Nhiều điều phụ lấy giá gương, chị em chung sống là phải thương nhau cùng. Em nói vậy đúng không chị? Đúng rồi, đúng rồi. Đó, chị ngã là em phải nâng, đúng không chị? Nâng, 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 nâng. Còn em ngã đó thì xô luôn. Chị xin em, chị hơi mạnh tay. Chị đừng phải nha. Em diễn quá, chị xô nhẹ em lại em té dữ vậy. Thì cố tình chị để em lòi cái mặt ra, rớt cái tóc giả em xuống à. Thôi, đi, em hãy nhìn chị đi. Hãy nhận nơi đây là một lại, chị lại em. Em không dám. Không, chị năn nỉ em mà chị. Nhường cái chóp lại cho chị đi. Em thấy đời chị không? Khổ đau vô cùng. Em thấy đời chị không? Từ trái strawberry thành một trái nho khô. Trời đất ơi, còn cái gì nữa? Đời còn cái gì nữa? Em thử tưởng tượng coi. Em tưởng tượng cho con người nó có trời nho khô nó kinh khủng lắm. Em ơi, thôi thương giùm chị. Em thấy, em có nhà house, big house. Còn trong khi chị đi share phòng. Trời, em coi như rảnh rang không ai còn. Chị phải nách một đứa, sáu đứa con. Chị không có chồng, còn em có quá nhiều chồng. Cái gì vậy? Đó, cái vụ đó là tôi bị ép chứ bộ. Cái số nó bắt phải như vậy. Thì thôi, số như vậy á thì em nhường chị luôn đi. Để cái job này cho chị đi mà. Chị ơi, chị đừng có lại em ba lại. Để em lại chị ba chục lại lại nè. Ủa sao vậy? Trời ơi, chị nghĩ sao chị có con. Trời, sao chị ham đẻ nhiều. Chị ham tiền trai support. Đây nè, đâu có ham đẻ nhiều. Tại cái này. Đây nè, một lần nữa. Đó, Fukudon. Đó, tại cái này đó. Cái gì? Hả? Nghe. Ha, rồi giờ chị được hưởng EDD trong cái tôi có đồng xu nào đó. Em ơi, em có đọc báo chí không? EDD cắt rồi, đang cãi lộn, hiểu không? Tôi nhanh không biết bao giờ mới có, trước bầu cử hay sau bầu cử không hề biết em ơi. Vẫn đang chờ dài cổ ra chờ em ơi. Khỏi cần anh chọn, thì tránh nha. Trời. Anh, em nói anh nghe. Gì? Dạ. Em xin lỗi anh, dạ. Em xin lỗi anh, em đứng. Anh, I'm ready, I'm ready cho phòng đối đầu. Ok. Mình bán cái gì anh? Dòng đối đầu là một dòng thì vô cùng căng thẳng bởi vì anh chị sẽ bán một món đồ mà vô cùng quý giá tại công ty của chúng tôi. Em không biết là em có căng thẳng không chứ em thấy anh rất căng thẳng. Tại vì từ cái lúc mà anh ready nó vô mặt. Trời ơi, hồi nãy giờ vô phỏng vấn mà sao hình như râu anh mọc đậm hơn á. Râu đậm như vậy giờ mới nhìn thấy kỹ nha. Nãy giờ lo quá chị ơi. Thôi bây giờ về đi, dạ. Để giờ cho công bằng. Hai anh chị sẽ phải thi nhau, ai bán được nhiều sản phẩm hơn thì người đó sẽ được nhận vào công ty của chúng tôi. Dạ, nhưng mà sản phẩm gì em coi lo là quá. Bây giờ là sao? Ý của anh nói là bây giờ mình livestream mình bán hàng thiệt đúng không anh? Chính xác. Hả? Bây giờ mình sẽ được trực tiếp đối diện với hàng triệu khán giả thật ở trên mạng. Trời ơi, tức là livestream thiệt à? Đi ra, bà đừng có nhào nhào với con người của tôi. Bán hàng thiệt, bà làm gì có kinh nghiệm, chỉ có tôi thôi. Cái thế giới này em sẽ là của anh. Ra đi. Dạ, em xin lỗi. Dạ. Đi qua bên kia. Sản phẩm tôi để sẵn ở dưới rồi đó. Ủa, vậy hai thầy thấy anh cầm cái đó qua em tưởng đâu là... Cái này là để set up, chuẩn bị lên mạng, hiểu không? À. Cái vi tính này là kết nối với màn hình tinh thể lỏng kia. Ồ, tức là bây giờ livestream thiệt á hả? Livestream thiệt, tập trung vô. Là có nghĩa là mọi người ơi, mọi người ơi thiệt á hả? Yes! Nửa văn nữa, càng nói càng văn, dễ sợ thiệt á. Cái con virus là nó floating đó nha, trời ơi nó kinh khủng quá. Rồi, bây giờ anh on lên chưa? Đi vô đứng thẳng đi chờ tôi set up nè. Mình bây giờ mình bán cái gì anh? Mình bán ti hả anh? Không, cái ti là ok rồi, bây giờ xong rồi. Dẹp, bây giờ mình bán xuống. Mình bán anh hả? Bán thân hả? Bảy à. À dạ. Nè. Ở dưới đó có cái hộp sản phẩm đó, lấy lên giùm mình. Lấy. Cái này hả? Ừ đúng rồi, cái máy bơm sữa đó. Máy bơm sữa hả anh? À. Trời ơi. Ông tóc tím mà nó không có kinh nghiệm, em có kinh nghiệm anh. Em có kinh nghiệm. Trời ơi, em là bơm đầy đủ trời, bao nhiêu năm trời chỉ có bơm và bơm thôi anh ơi. Trời đất ơi. Ở nhà cũng bơm, đi làm cũng bơm, cất vô tủ lạnh quá trời quá đất luôn á. Dạ. Li. Cái gì? Dạ. Mình là mình bán, mình nói về cái kinh nghiệm bán hàng chứ không phải mình nói về kinh nghiệm đẻ đái ở đây. Hiểu không? Mình bán về kinh nghiệm đẻ. Kinh nghiệm bán hàng là mình hỏi nói gì? Nó kinh nghiệm. Trời ơi, nhưng mà cái gì cũng có kinh nghiệm, có kinh qua kinh nghiệm thì là mới tốt hơn thôi. Đây, bây giờ anh on lên đi. Thì bây giờ bước vô đi nè. Dạ, em rồi. Rồi. Livestream on air. 3, 2, 1, bắt đầu. Hi, mọi người ơi, vô đây nè. Dạ, vô đây với Mai Ca. Ừ, Mai Ca năm nay 21 tuổi. Trẻ quá.
hả? Dạ, thank you. 50 cũng 21. 21 tuổi, dạ. Số đo 3 vòng 90, 60, 60. Trời ơi, cái gì vậy? 90, 60 và người đang về vuông xuống vậy hả trời? Dạ, dạ, tại dạ. Dạ, à, chào Việt Nam, chào, ôi, chào Lâm Đồng, chào Nha Trang, chào Ôn, chào, chào everybody. Dạ, dạ, đúng rồi. Trời ơi, nhiều người thả tim quá, trời ơi, mới có chào thôi. Dạ, em mới chào thôi mà mọi người gần, trời ơi, quăng tim quá trời luôn vậy đó, em thích quá à. Sao, à, răng trắng quá hả? Dạ, em biết. Dạ, à, trời ơi, có comment nữa, trời ơi, nói nút ruồi dễ thương, giống chí tài. À, bỏ nha, dạ, nút ruồi này là nút ruồi duyên, dạ. Còn cái kia là con dê chó. Mình phải phân biệt được cái nào là nút ruồi duyên, cái nào là con chó nha. Đứa nào chơi thả phẫn nộ vậy, hả? Nè, nè, bớt đi nha. Nè, chị ăn hết cuốn nội mày để lại hay sao mà tự nhiên mày thả phẫn nộ chậm. Lắp nó luôn rồi. Dạ, dạ, rồi mình bán hàng đi, bán hàng đi nè. Dạ, vui vẻ, không quạo. Dạ, dạ, cả nhà ơi. Dạ, mọi người ơi. Các mẹ ơi. Các anh ơi. Dạ, nói chung là dạ, đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ. Gái có con thì chỗ nhỏ chỗ to. Dạ, muốn cho to nhỏ đều nhau mua cái máy bơm sữa. Dạ, hai bên to đều. Dạ, trời ơi, mọi người thích quá, mọi người thả tim cười. Trời ơi, thích quá, yes. Thank you. Dạ, comment cứ nói đi, dạ, để em trả lời hết cho. Trời ơi, để em đặt comment nha. Dạ, trời ơi, chị Tuyết Minh, chị hỏi em gì à? Dạ, cái máy bơm sữa này có gì đặc biệt không chị? Dạ, cái máy bơm sữa này rất đặc biệt chị Tuyết Minh ơi. Dạ, NASA đã chứng minh rồi. Dạ, cái máy bơm sữa này coi như là nó đặc biệt một cái là coi như là nó có thể scan được lực bóp bằng tay của ba đứa bé. Dạ, scan vô trong đây và nó để trong bộ nhớ. Khi nào người mẹ cần bơm sữa ra thì nó sẽ trả ra từ cái bộ nhớ để nó đưa ra cái lực đẩy đó mà bằng với cái lực bóp của bàn tay của ba đứa bé. Thì sao? Người mẹ sẽ cảm nhận được sự thân thiện của cái máy bóp này là bàn tay của ba đứa bé. Và sao? Thì cái dòng sữa mẹ nó sẽ tuôn ra như xối xả, như dòng thác vậy đó. Dạ, dạ, vậy chị thích không? Dạ, thích quá. Trời, chị thích. Dạ, thích vậy mình order liền đi chị. À, chị chưa muốn có con. À, dạ, chưa muốn có con. Nhưng mà mình có thể mua để dành. Dạ, khi nào chị... Trời ơi, dạ, dạ, khi nào chị muốn có con chị mới mua. Dạ, dạ, cảm ơn chị Tuyết Minh. Dạ, à, à, có người khác thả tim nữa. Dạ, dạ, chị Vi hỏi gì? Dạ, dạ, cái này là 100 đồng nha, luôn thuế. Dạ, free shipping nha. Dạ, dạ, free shipping luôn. Dạ, đúng rồi. Dạ, con chị lớn rồi, chị không cần. Dạ, à, hỏi cho đứa em. Dạ, không sao, trời ơi, dạ, vui vẻ, không quạo, mình buôn bán mà. Dạ, khi nào mà chị cần thì chị cứ nhắn em nha. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, dạ, cộng đồng vẫn, dạ, mọi người vẫn thả tim cho em đi à. Dạ, dạ, cảm ơn. Thôi, nghỉ đi. Chút xíu. Hết dạ. Giờ. Dạ. Trời ơi, bán hàng như vậy là chết tôi rồi. Nãy giờ nói không à, chỉ kéo được cái lượt view à, không có bán được hàng gì hết. Cho em không có bán được cái nào hết hả? Tại vì không bán được cái nào hết là chết tôi rồi. Em nhiều lắm, cho em chút xíu nữa, em nói chút xíu nữa. Thấy chưa? Trời ơi, thả coi như like là một chuyện mà mua là một chuyện khác, đúng không? Đúng. Dạ. Rồi bây giờ anh làm ơn đi xuống giùm đi cho bà chị này lên đi. Trời đất ơi. Trời ơi, tự nhiên nói em run mà. Cho em chút xíu nữa đi. Thôi được rồi, thôi được rồi, đủ rồi. Đủ rồi. Trời ơi, không tôi miêu cái Michael bây giờ đó, trời ơi, nói nhiều quá. Bây giờ tới em. Cái gì vậy? Trời ơi, sản phẩm của mình là phải tôi nâng niu. Nói yêu. Như vậy mà tôi còn chưa bán được cái nào. Bà lên đó đi, bà lên đó đi. Nhìn cái nhan sắc của bà. Được, bà thả một cái tim thôi con bà. Anh ơi, không mấy mình không like được không? Và làm giống hồi nãy được không? Chứ đừng có like được không anh? Làm sao? Đừng có like vờ được không? Chứ em rung quá, tại này nào giờ em chưa bao giờ. Không được, đây là thi đấu đàng hoàng. Bây giờ chị có muốn vô làm công việc này không? Tức là chị chọn một thôi không anh? Một thôi, only one. Dạ, lần này là đừng debate cuối cùng thôi không anh? Dạ, rồi. Trời, bởi vì ăn không rảnh ở rỗi suốt ngày coi chính trị. Trời, dạ rồi. Sẵn sàng chưa? Dạ rồi, lần này debate hòa bình, lần cuối là debate, lần trước gây lộn cho lần này hòa bình. Dạ. Mỗi người một phong cách khác nhau. Dạ đúng rồi, phong cách khác nhau. 3, 2, 1, bắt đầu. Em chào tất cả các chị em phụ nữ. Trước tiên thì em xin có một cái điều như thế này nè.
hồi nãy á, có những cái á, khi mình kinh nghiệm mình nói ra là chị em phụ nữ tin, để chị em phụ nữ mua mặt hàng, giống như cái máy bơm sữa này đây. Hồi nãy cái em trai áo cam nói là cái máy này có thể đo được cái độ bóp của người cha đó, để cho nó tạo thoải mái. Nhưng mà em xin thưa thực tế là thế này, trước khi sanh á thì còn có độ bóp của người cha, nhưng sau khi sanh rồi cha nó không thèm bóp thì để đâu mà đo được độ bóp. Dạ. Đó là thực tế. Dạ, nó rất là đau lòng. Dạ đây, em xin trở về cuộc đời của em. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Dạ, dạ. Hát là phải hát hay chứ còn hát như mẹ. Trời ơi kìa, tôi có hai thả tim đâu. Đó. Trời ơi, khóc không mà lên 500 like. Bao nhiêu like rồi anh? 700. Dạ, em rú lên rồi bây giờ. Xạo có thể không vậy trời. Mẹ. Trời ơi, em nói thiệt, cái cuộc đời của em á, nó chuyên chuyên lắm. Coi như là hồi nãy tại sao em hát cái lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, bởi vì nó liên quan tới bầu sữa. Người mẹ giống như biển Thái Bình cũng như là biển sữa đó. Khi mà mình 20 tuổi, bầu sữa của mình nó lai láng như là biển trời, nó nhiều lắm. Ao 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 để cho con bú. Mình không cần tới máy bơm sữa này, bỏ qua một bên. Nhưng khi mình 30 tuổi, cái biển cả nó biến thành dòng suối róc rách, nó nhỏ hơn chút xíu, nhưng nó vẫn ao 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 ao. Và mình vẫn chưa cần cái này. Ủa cái gì nó hít dữ vậy? Để đây thôi. Chờ từ từ, từ dòng suối, bốn mình tự mình bị dày vò, mình bị đau cổ, tất cả mọi cái nó biến thành từ từ nhỏ dần, giống như khe róc rách chút chút thôi. Thì bắt đầu chúng ta cần thì cái máy bơm sữa này để bơm vô. Và cuối cùng khi chúng ta quá đau cổ rồi thì dòng sữa của chúng ta chỉ còn là giống như là cái romine mà vặn nước nhỏ, nó kêu tưng 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 vậy đó. Cho nên chúng ta lại càng cần cái máy bơm sữa này hơn. Trời ơi đau khổ, em nói em đau khổ đó. Tại vì khi mà nói cái máy bơm sữa này, em mới nhớ đến một kỷ niệm ngày xưa. Một kỷ niệm ngày xưa kinh khủng lắm. Anh ơi, 3 phút chưa anh? Không, câu chuyện đang hấp dẫn, lượt like không, đang nhưng thắng. Mà mình thi đấu có 3 phút. Em đây. Dạ anh ơi. Dạ không. Dạ không. Dạ em la thằng áo cam chứ em đâu có la dám la khách hàng mua hàng đâu. Để em nói tiếp. Trời. Là em nhớ tới ngày xưa. Ngày xưa em nhớ nó lâu lắm rồi. Em nhớ là lúc đó con em còn đỏ hỏn, em bế trên tay. Trong một đêm mưa gió bão bùng. Ê ê chị trời ơi, tôi đang quảng cáo tự nhiên mà si con đi đái ở đây chi vậy trời? Cái gì vậy? Không chị... làm special effect mưa gió bão bùng là đang gió mưa nè, mưa gió bão bùng mà vậy là special effect hả? Trời đó ơi, làm được luôn hả? Bùm cái gì vậy? Sét đánh á, mưa gió bão bùng phải có sét chứ đúng không? Cái này anh special có duyên effect. Quá anh có duyên quá. Trời ơi, cái này tôi phản đối. Để người ta bán tiếp đi được. Không không, 3 phút rồi. Không, từ từ chút xíu, em nói lẹ lắm. Rồi, nhanh đi, nhanh tay đi. Tay con ôm nó hộp tay như thế này mà em coi như là lúc đó là cái nhỏ nó chỉ là cái romine chút xíu, cho nên em phải bơm sữa một tay như thế này. Thì lúc đó em hay tin là chồng em nó đã đi theo người khác. Em tức, em biết làm gì bây giờ. Trời ơi, thế là em đặt con em xuống cho nó ngủ ngoan. Em vô tình thôi, em cầm cái máy bơm sữa em rượt theo nó. Trời, em không biết làm gì bây giờ. Nhưng mà người ta nói phụ nữ ra ngoài đường đánh son chứ không đánh ghen. Em không đánh ghen, em chỉ đè nó xuống ra. Em lấy cái này, em dắt sữa nó. Mà quý vị nghĩ coi, đàn ông không có tiếng sữa. Đàn ông không có tiếng sữa mà dắt làm sao ra 8 ao sữa cho con em bú thì cho nó chết nó luôn. Cho nên cái này rất nhiều công dụng. Bơm sữa là một, đây là vũ khí quánh ghen mà không để lại dấu tích. À. Tôi yêu cầu anh. À, tôi yêu cầu anh tắt livestream liền cho tôi. Chị anh Thủy Hương. Liền livestream cho tôi. Kiều bán hàng chị Thủy Hương. Trời ơi, con chị lớn rồi mà chị vẫn mua để ủng hộ hả? Bả xào đó, cái câu chuyện này tôi người biết. Người ta đang mua kìa. Không, cái câu chuyện này tôi ở với chị bao nhiêu năm tôi biết. Chị đặt chuyện ra để chị bán, chị lường gạt khán giả là một người không tốt. Chị... Ủa? Chứ làm sao? Cái câu chuyện là phải có đặt ra, có đầu có đuôi này kia nọ, có phí giết để cho người ta có hấp dẫn, người ta mới bán hàng được chứ. Chứ ở đâu ra mà lấy cái này mà dắt được sữa hả? Tôi nói cho anh nghe. Tôi nè, anh ơi, em nói cho anh nghe. Đây là cái gì? Mình công ty tập đúng. Đoàn mình là bán đồ cho trẻ em. Đúng không? Bán đồ cho trẻ em mà tại sao anh có thể để một cái người phụ nữ mà tôi nói vũ phu như vậy? Hả? Vũ phu? Lấy cái này mà đập vô trong mặt của thằng chồng rồi dắt sữa của thằng chồng ra. Hả? Chị là bà nói sao bà? Chị có dắt sữa thôi chứ có làm gì đâu, không có đánh đập, chị có dắt sữa thôi. Chị nói mà lắm. Nó cũng chết bà nó rồi. Chị nói lắm. Chị nói là đàn ông không có sữa. Nếu không có sữa thì tại sao nó có sữa ông thọ?
Trời đất ơi, chứ... câu chuyện của hai người tuyệt vời, cãi tiếp đi. Cãi tiếp gì? Không, nói này nè, nè. Bây giờ tôi nói cho anh. Bây giờ trở mặt đi không? Buôn bán, của anh tôi để qua một bên, nhưng mà giờ tôi nói chị nghe. Cái gì? Bây giờ chị nói đi. Chị nói cái gì? Tôi nói cho bây giờ. Bây giờ nhà cửa chị ở tôi lo cho chị bao nhiêu năm nay, đúng không? Tôi cũng nín. Nín ngay. Mày nói mày lo cho tao hả? Dù nói dù lo cho mi hả? Trời ơi, bình thường cái phòng á xe 700 đồng á, nó đặt nhà tôi mấy mẹ con tôi 1.000 đồng, mắc hơn 300 mà nói lo cái gì? Anh nghĩ đi, người ta đó là coi như là cái một người ở, người ta mới 700, còn hả bà một bà với 6 đứa con ở, đưa tôi bao nhiêu tiền, tôi nói ha một ngày đi tắm 10 lần, tôi nằm ghế một bên mà trời tôi ơi. Đi tôi lét thôi mà tôi nói giật nước mà tôi... cái gì đâu với con người suốt ngày nằm nghe đếm giật cầu làm sao? Có bây giờ đâu? Tôi lo cho chị biết bao nhiêu bây giờ đi. Chị đặt tiền lại lớn lên. Lên. Trời ơi, chưa bao giờ công ty tập đoàn của chúng tôi đạt tới cột mốc 1 triệu view. Trời đất ơi, 100.000 like, 100.000 cái gì vậy? Trời đất ơi. Ủa, cái chuyện gì? Anh nãy em kêu anh tắt livestream rồi, tại sao anh vậy? Ngu anh sao cắt cái gì? Cái gì? Ngu sao cắt livestream? Hai người không biết đâu, tôi là một chuyên gia. Để mình sống sót, để mình sinh tồn trong cái ngành livestream này, chúng ta phải lôi càng nhiều những câu chuyện drama ra, càng cãi lộn càng nhiều, người ta càng thích, người ta càng chia sẻ, người ta càng like, công ty tôi bán được hàng. Tuyệt vời. Bị nó gạt rồi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi, cả nhà ơi, tôi em bị gạt rồi, tôi em bị gạt rồi. Chúng em thương nhau lắm, hai đứa hiền lắm không? Có biết gì không? Trời ơi. Trả thù. Dòng bứt phá đã qua. Đúng, bây giờ. Bây giờ chúng ta phải đi đến dòng chung kết. Bé, ba. Nè, làm gì á? Nói cho anh biết gì đó. Anh làm ăn lương liệu hả? Quay tôi nói gì vậy? Trời ơi, nó vẫn đẹp chứ. Tôi em ơi, trời giờ đẹp cái gì nữa? Rồi, ta sẽ giết hai rồi đó. Chưa xong chứ. Rồi rồi. Về chị. Trời ơi, em chọn trúng quá. Nè, nè. Trời ơi, không lẽ công ty của tôi hoài chỉ còn một thành viên sao?